giặc xuống không tên này sẽ chảy vào sông Mã, tức khi con sông chảy sang bên kia biên giới, đổ vào nước Lào. Bây giờ là lúc con suối đang cạn nước, nhưng vậy không có nghĩa là không nguy hiểm. Những cơn lũ thể ập đến bất cứ lúc nào, khi ấy, con suối sẽ trở nên vô cùng hung dữ và đáng sợ. Ở đây, địa hình thật hiểm trở, người ta chỉ có thể đi đến nơi này bằng cách duy nhất là đi bộ nhiều ngày, theo những con đường mòn. Khu vực này đã là những dải đất cuối cùng phía tây bắc Việt Nam, nằm trên đường biên giới Việt Lào, nơi sinh sống chính thức của cộng đồng người Khơ Mú. Người Khơ Mú ở trong số những dân tộc mặt từ rất sớm trên đất nước Việt Nam. Hiện tại, họ gồm khoảng trên 56.000 người, sống dọc theo dải đất biên cương miền Tây và Tây Bắc đất Bắc. Khu vực đầu nguồn hai con sông, sông Đà và sông Mã, các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái và Nghệ An. Chỗ ở của người Khơ Mú rất dễ nhận biết. Đó là những bản nhà sàn, mái lợp bằng cỏ tranh, được làm theo kiểu hình mai rùa. Mỗi bản có khoảng từ 15 đến 30 nóc nhà, làm thành những quần thể cư trú, nằm trên các sườn dốc thoai thoải gần các con suối. Phía sau, bản không xa, là nương rẫy, nơi mà người Khơ Mú gieo trồng cây lúa cạn và các cây trồng khác nuôi sống họ. Thông thường, người Khơ Mú vẫn sống xen kẽ với nhiều dân tộc khác trên cùng một vùng đất, nhưng họ sống thành từng bản, trong một cộng đồng riêng với những luật lệ chặt chẽ và ràng buộc theo tiêu chuẩn của một xã hội hoàn chỉnh. Cho đến ngày nay, dân tộc Khơ Mú ở trong số không nhiều những cộng đồng dân tộc còn giữ được những sắc thái riêng biệt trong lối sống, cũng như bảo lưu bền vững những bản sắc văn hóa riêng của mình. Những người phụ nữ này đang nhảy múa trong trang phục lễ hội. Sẽ là rất sai lầm nếu nghĩ rằng trang phục phụ nữ Khơ Mú hoàn toàn mang yếu tố mượn của một số dân tộc khác, bởi vì như chúng ta đang thấy, trang phục của người phụ nữ Khơ Mú là sự kết hợp tinh tế giữa trang phục truyền thống riêng biệt với các yếu tố đã tiếp nhận một cách chọn lọc từ y phục của các dân tộc khác. Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng những bộ cúc bạc, những đồng tiền được gắn trên bộ y phục của những người phụ nữ Khơ Mú này có tạo hình cũng như hoa văn trang trí không hề giống cúc bạc trên những chiếc áo cói của phụ nữ dân tộc Thái hay dân tộc Sinh Mun. Những đồ trang sức mà họ mang trên người cũng vậy, biểu hiện những quan niệm thẩm mỹ vẻ đẹp theo rất riêng của họ mà không để lẫn với bất kỳ dân tộc nào. Những động tác của điệu múa dân gian này có nguồn gốc động tác của người Khơ Mú khi họ sử dụng chiếc gậy chọc lỗ cho hạt ngô, hạt lúa trên lưng. Nhạc cụ mà họ đang sử dụng ở đây là chiếc sáo, chỉ có ba lỗ duy nhất, và những thanh mõ này đều được làm từ những ống nứa mà bất kỳ người phụ nữ Khơ Mú nào cũng có thể sử dụng thành thạo. Này được tạo âm thanh bằng thổi hơi, cũng được làm từ các ống nứa to nhỏ, có thể tháo rời tùy theo việc sử dụng. Nó có nhiều quản âm, thông thường người đàn ông này chỉ sử dụng nó trong các nghi lễ cầu hồn mỗi khi có người nào đó chết đi. Song sự có mặt của ông ta hôm nay, như chúng ta đang thấy, vẫn được mọi người chấp nhận, vì dẫu sao hôm nay và ngày mai cũng là những ngày vui, ngày mà cả cộng đồng người Khơ Mú sẽ đón một mùa làm ăn mới, bắt đầu bằng lễ thức gieo hạt, một nghi lễ cổ xưa và thiêng liêng. Người Khơ Mú sống bằng nương rẫy, ăn theo lửa, theo cách gọi của người Khơ Mú, có nghĩa là dùng lửa đốt nương, dùng gậy chọc lỗ tra hạt. Người ta trồng trên rẫy lúa, ngô, khoai sọ, bí, bầu và dưa bở. Với dân tộc Khơ Mú, một năm mới chỉ thực sự bắt đầu khi có tiếng sấm và những hạt mưa rào đầu tiên trong năm rơi xuống các đám nương của họ. Người trưởng họ đang cùng cô con dâu cả làm lễ gọi hồn các loại hạt cây sẽ được gieo trồng trên nương. Vò rượu nhỏ này chỉ sử dụng trong các nghi thức cúng lễ. Một điều có thể làm chúng ta băn khoăn là sự có mặt của cô con dâu cả trong nghi lễ, mà không phải là một người nào khác. Điều này đã được giải thích rằng, đối với dân tộc Khơ Mú, người phụ nữ có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, cũng như trong nghi lễ thiêng liêng của cộng đồng. Người đàn bà được xem như là yếu tố liên quan đến nước, đến sự sinh sôi phồn thịnh. Tục rót nước vào chung rượu cần trong những dịp lễ hội hay trong mọi cuộc vui của cộng đồng đều phải được qua bàn tay của những người đàn bà. Ơi,
ông bà cha mẹ. Ơi những người anh em đã về với ông bà tổ tiên, hãy đến đây với chúng ta, hãy cùng về với hồn lúa, hồn khoai sọ, hồn bí đỏ ở trên nương. Hãy về bàn để uống rượu cần ủ 3 năm, để ăn thịt lợn mẹ lợn con trên lá chuối, ăn cơm nếp năm ngoái vừa đổ chín. Hãy về theo tiếng chiêng chúng ta gọi. Đường về bàn theo suối, đường về nương theo khói. Hồn hãy về nương cũ, trông theo mái nhà sàn của ta, theo lỗ tò vò trên nóc, nhảy lên phên tre, lần theo cây trúc mà vào. Rượu đã rót, cặp chiêng thờ cũng được đem ra. Chiêng thờ đem ra, trước được đánh lên gọi hồn lúa, sau để đánh lên cho người sống nhảy múa vui mừng. Ông trưởng họ và người con trai cả của ông đều cởi trần để làm lễ nhận chiêng. Nếu mặc áo, hồn chiêng sẽ không nhớ ra. Tục lệ từ ngàn xưa là như thế, bây giờ cũng vẫn thế. Nhà có chủ, chiêng cũng có hồn. Hồn chiêng ở trong bùi nhùi gói bằng lá trầu không. Nến đỏ làm bằng sáp ong thắp lên cho hồn chiêng không ngủ nữa. Hồn chiêng phải thức dậy cho chiêng kêu. Chiêng cái kêu trước, chiêng được ngân theo. Chiêng ngân lên cho mưa rơi đều, cho hạt lúa, hạt ngô nảy mầm, cho khoai sọ nhiều củ, nuôi người Khơ Mú từ năm trước đến năm sau, từ đời này tiếp đến đời khác. Lễ thức gieo hạt để mở đầu cho một năm được bắt đầu từ sáng sớm. Mọi công việc chuẩn bị đã được làm từ nhiều hôm trước. Hai cây gậy chọc lỗ tượng trưng được làm công phu bằng tre tươi và gỗ, được thiết kế để khi làm động tác chọc lỗ có thể phát ra tiếng kêu. Gậy chọc lỗ ngoài ý nghĩa tượng trưng cho hành động sản xuất còn là biểu tượng của tín ngưỡng, bởi trong quan niệm của người Khơ Mú, mọi vật muốn sinh sôi phải có đầy đủ hai yếu tố là cái và đực. Hai cây gậy này cũng vậy, chiếc có buộc khăn đàn ông màu đen tượng trưng cho giống đực, chiếc còn lại buộc khăn đàn bà là chiếc gậy đại diện cho giống cái. Người tập trưởng bắt đầu đọc những lời cầu chúc cho các hạt giống được gieo sẽ nảy mầm và cho một vụ thu hoạch như ý muốn. Trong lễ thức gieo hạt, chỉ có những người đàn bà trẻ đã từng sinh con mới được tham gia. Bây giờ là lúc họ nhai trầu, một thủ tục cần thiết trước khi gieo hạt. Chỉ cần chú ý một chút, chúng ta có thể thấy rằng những thứ họ gieo vào các lỗ do những chiếc gậy tạo ra không phải là hạt lúa mà lại là vỏ trấu, sản phẩm có được sau khi thu hoạch lúa. Điều này cũng hoàn toàn mang ý nghĩa tượng trưng. Theo cách giải thích của người Khơ Mú ở đây, trấu là sản phẩm của hạt thóc, có thóc mới có được trấu. Việc những người đàn bà đem đổ tràn lại số hạt giống còn thừa sau khi gieo vào gùi là cách để thể hiện sự dư thừa. Số hạt giống của vụ mùa trước đó đã quá nhiều đến độ làm hạt giống cho vụ sau mà vẫn không hết.
Lễ giao hạt được chấm dứt bằng nghi thức rửa tay chung của những người đàn bà vừa làm công việc gieo trồng. Nước rửa tay vừa gieo hạt được người ta hứng vào chiếc ống tre, và người tộc trưởng đang dùng chính thứ nước đó vẩy lên trời để cho những hạt nước rơi xuống khoảng đất vừa mới được gieo hạt, cùng với những lời cầu mưa, cầu cho các hạt giống sẽ được đất và nước làm cho nảy mầm. Lễ gieo hạt đã kết thúc, nhưng một năm mới chỉ đang thực sự bắt đầu. Nếu điệu múa tang bu có nguồn gốc từ những hoạt động sản xuất, thì điệu múa với những động tác đầy gợi cảm này lại có xuất xứ từ nghi lễ tạ ơn đã có từ rất xa xưa. Trong quan niệm tâm linh của mình, người Khơm Mú tin rằng tất cả mọi vật trên thế gian đều được sinh ra bởi những vị thần sinh sôi, và những vị thần này nắm giữ quyền năng tác hợp hai giống đực và cái để tạo nên muôn loài. Do vậy, việc xưa kia, hàng năm cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa nương, thường là vào tháng 10 theo âm lịch của người Việt, người Khơm Mú lại tổ chức lễ tạ ơn với mục đích tạ ơn vị thần sinh sôi đã giúp cho mùa màng của người Khơm Mú được thu hoạch tốt. Trong buổi lễ quan trọng này, những người đàn bà sẽ múa quanh một biểu tượng tính đực được làm bằng gỗ, bôi sáp ong với những động tác gợi tình của giống cái, thể hiện khả năng hòa hợp tạo nên sự sinh sôi. Gần đây, nghi lễ này đã không còn tồn tại trong đời sống cộng đồng của người Khơm Mú nữa, song các điệu thức của động tác được thể hiện trong nghi lễ tạ ơn vẫn còn được giữ lại. Như các bạn đã thấy, những gì chúng ta vừa chứng kiến chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống cộng đồng dân tộc Khơm Mú, nhưng tất cả những điều đó lại là những gì vẫn đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng dân tộc Khơm Mú cho đến ngày hôm nay, những năm cuối cùng của thế kỷ 20. Bằng sự nỗ lực của mình, dân tộc Khơm Mú đang cùng hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước. Những di sản văn hóa từ quá khứ của họ vẫn được bảo lưu, gìn giữ và luôn chiếm được vị trí xứng đáng trong hành trang của họ đi đến tương lai.